Thi xong cái kiểu nhức đầu của bạn thì các bạn có thể vô đây và chơi giải trí. Như bạn thấy một tựa game này khá là vui luôn rồi. Thì tựa game này nói chung nãy giờ mình cũng chơi thử các bạn, chơi khá là vui luôn nha bạn, và có thể là các bạn có thể chơi được đấy, vui cực kỳ luôn. Rồi từ từ, đây là gì vậy? Ồ, reset point đó bạn. Ồ, reset điểm này, reset game này, reset bê ly ai nhắc vậy trời, gì đây? Reset point à, này reset tất cả đó bạn. Ồ, uống mấy cái thuốc này sẽ bị lãng quên đi các bạn ơi, mất hết điểm cái kiểu đấy. Rồi thì mới vô thì các bạn chỉ cần hình như nhập cái code đó bạn, các bạn sẽ được tiền ấy đó. Cái code đó hình như là quá hạn rồi nên là các bạn sẽ không được nhập nữa nha. Đấy, rồi đầu tiên là các bạn nhấn ở đây, các bạn lấy cái kiếm gỗ đầu tiên đó bạn, sau các bạn sẽ đi đánh với con NPC đây. Xong tiếp theo các bạn sẽ nâng lên hệ kiếm sắt đó. Nói chung là mỗi một đảo thì các bạn sẽ nâng cái kiếm của mình lên, và hiện tại là mình đã nâng tới cái kiếm lửa của Rengoku rồi nhớ bạn. Đây mà thấy nha, đó kiếm lửa của Rengoku khá là bắt cười luôn mày ơi. Nhưng mà một cái bắt cười nữa là mình không biết admin này có gọi là ghét ghét Rengoku hay không nữa bạn. Nguyên trụ làm cái tội tình gì mà sao admin ghét vậy ta. Đây mình sẽ cho bạn thấy là cái kiếm này sẽ như thế nào nha. Thì nói chung là mỗi cái kiếm ấy thì các bạn phải cần giống như là cần nguyên liệu và cái kiếm đó để các bạn mới nâng thành cái kiếm này được nhé bạn. Ví dụ như là mấy bạn muốn cái kiếm gỗ đúng không, là các bạn phải cần muốn lên kiếm sắt chứ lộn, là các bạn phải cần một kiếm gỗ đúng không. Đó xong từ kiếm gỗ đó các bạn có thể lên kiếm sắt rồi. Muốn từ kiếm sắt lên một cái kiếm nữa là các bạn phải cần một cái item với một cái kiếm trước đó này đúng không. Đó thì các bạn mới có thể gọi là nâng cấp cái kiếm nó lên được. Thì hiện tại là kiếm mình Rengoku là kiếm trong này đó bạn. Nhảy lên được rồi, đây các bạn có thể mua được đây. Nhưng mà nguyên làm NPC Rengoku ác quá các bạn. Không biết là admin có hiềm khích gì với Rengoku không bây giờ nữa. Bây giờ nữa. Ơi đức ơi, không làm người luôn nhé bạn, không dễ người luôn. Làm quyết quánh donate cho Rengoku luôn nha các bạn. Đó 85.000 đó các bạn chưa? Thì điều kiện như mình nói đó, đó các bạn cần nè. Cần một cái kiếm trước đó. Đấy. Là cần nick ốp nữa các bạn. Đó các bạn chưa? Đó các bạn cần cái red ốp, thì cái red ốp các bạn chỉ cần tiêu diệt con boss trong này đó các bạn. Là sẽ rớt ra liền à. Nói chung là rớt cùng ngọc cũng nhanh lắm bạn ơi, dễ lắm. Đây bạn thấy nè, đó. Cùng ngọc này nè, các bạn chỉ cần tiêu diệt con boss này là các bạn sẽ rớt ra cùng ngọc liền luôn. Đây các bạn nhìn nha. Đó. Chiêu thì cũng không có mạnh gì đâu nha các bạn, là chiêu cũng không có gì mà đặc sắc đâu. Đây các bạn nhìn nha, đó. Thì như mình nói đó, đây là một dạng là tựa game bựa nhớ bạn, nên chiêu chắc chắn nó sẽ không làm đẹp đâu. Đó bạn chơi đá đây nè. Đấy thì các bạn chỉ cần lấy con ngọc này và lên trên mua thôi là xong, là các bạn sẽ được cái cây kiếm của Rengoku như mình nè. Như vậy. Còn lại thì cũng như vậy nhớ bạn, những cây kiếm bên khác thì cũng như vậy luôn. Đây. Thì mình mua thuyền cho bạn xem nha. Ủa sao thuyền có thuyền free thôi mà đúng không? Đâu có thuyền nào nữa đâu, đâu có mua bằng game pass hay gì đâu nhớ bạn. Chỉ có thuyền free là duy nhất thôi. Thì hình như là các bạn farm minh đạo khỉ cũng vậy nhớ bạn. Là các bạn tiêu diệt con khỉ sao các bạn là như là sẽ rớt được cái item như là cái đầu khỉ các bạn. Rồi thì các bạn sẽ lấy cái đầu khỉ đó các bạn mua kiếm cho mình kiểu vậy á. Đó giống như là các bạn nên nâng cấp lên kiếm từ từ vậy đó. Thì nói chung là kiếm thì chắc mình nghĩ là các bạn nào chơi là sẽ biết rồi đúng không. Thì bây giờ là mình sẽ đi mua chét quỷ thôi nhá bạn. Này bây giờ là mình nghĩ là mình sẽ đi mua chét quỷ thôi, chứ kiếm thì mình nghĩ là các bạn nào chơi các bạn cũng có thể mua được rồi. Bây giờ là chét quỷ nhá các bạn. Này chét quỷ, đây là cái chỗ ông bán chét quỷ nhé bạn. Và cái chỗ bán chét quỷ này chỉ có bằng Robux thôi nhé bạn. Tại mình cũng không có biết cái chỗ nào mà bán bằng Belly á bạn, bằng tiền ấy, hoặc là game ấy, hoặc là kiếm game sao mình cũng biết luôn. Thì bạn nào biết á thì bạn đó comment ý kiến bên dưới cho mình biết nhé bạn. Thì hiện tại là mình mua bằng Robux luôn đi ha. Các bạn nhìn mặt Lưu Bắc nè. Bạn nhìn Lưu Bắc nè, bắt cười quá à. Có một chiếc thức tỉnh luôn kìa đúng không? Này một chiếc tỉnh đúng không? Ủa 30 Robux. Ấy da, Lưu Bắc nhiều. Rồi để mình coi Lưu Bắc nhiều nha bạn. Ồ Lưu Bắc 60 đô bất. Ấy da. Lưu Bắc tới 60 đô bất lận các bạn ơi. Rồi. Ồ Mochi này thì có 14 đô bất nè bạn. Chứ mình nghĩ là mình mua Mochi này test cho bạn coi thử nha, để coi Mochi thế nào đã xong mình mới mua Mochi thức tỉnh hay là Lưu Bắc cho bạn xem được. Mình đang có 150 đô bất à. Ấy da. Hơi đau nha bạn. Rồi mua. Ok. Rồi. Đâu? Chơi Mochi của mình đâu? Đây à. Ồ chế màu đỏ nha. Ồ. Ồ cái chế Mochi trong này dễ cũng được nha các bạn. Rồi giục ra coi. Đây bạn thấy nha. Đó. Hình như là có mấy cái gọi là topping ở trên đó bạn. Cái này gọi là cái gì ta? Cớm á các bạn, cái gọi là cớm ấy. Đấy. Các bạn sẽ có cớm ở trên cái bánh luôn, hình cái bánh nè. Đấy, cái Mochi á. Hay ha. Nói chung là cái hình dáng là thấy làm cũng khác biệt rồi đó. Đó. Hình dáng là mình thấy làm cũng khác biệt là cũng hay rồi đúng không? Còn lại để coi chiêu như thế nào nha. Trái này màu đỏ luôn nha các bạn, Mochi thuộc dạng màu đỏ luôn. Rồi ăn vô. Đây có 3 chiêu thôi. What? Có 3 chiêu vậy, từ từ.
trước khi sử dụng chiêu thì mình nghĩ là mình sẽ đi reset điểm thôi nha mày. Reset điểm mình nâng vô chát quỷ đã, tại mình nâng mắt vô kiếm rồi. Đấy, hiện tại là mình nâng mắt vô điểm vô kiếm rồi. Rồi, rồi đâu rồi đi. Reset start task lại nhớ mày. Đây, reset spawn nè. Rồi, kích. Ok, click vô là reset luôn hả? Ủa, click vô không reset. Tự tắt. À, rồi, đây, đây. Vậy là phải tắt cái điểm tắt cái chát quỷ các bạn có thể click vô được nha. Rồi, đầu tiên defense nghĩ là nâng lại đã. 1003. Đó, 1000 cũng được. Hơn 1001 đi ha. Rồi, còn như nâng điểm chát quỷ luôn. Nâng mắt điểm chát quỷ luôn nha bạn. Đó, rồi. Để xem coi như thế nào nha bạn. Đây. Ồ, bắn. What? Mochi đấy. Đấm ra ba cái đường vậy thôi các bạn ơi. Đấy, chọn trưởng qua thì quái tan hết thì cái đó là bình thường nha bạn, tại chiêu mạnh mà. Chế Mochi của bạn chế đỏ mà. Trưởng phát là tái qua lộ quái tan hết là bình thường. Đó. Tái quen hết là quái tan hết nha bạn. Rồi nhìn chiêu C nè. Đấm ra ba cái gì đó. Giống như cái ốc vít nè bạn, cái ốc vít cho các bạn chọt qua đấy. Vãi cái chế mù chi thì chứ. Thì đam là khỏi bàn nha bạn, chế quỷ đam to mà. Ôi từ từ, ủa có mất máu quái không vậy, ủa từ từ. À có nha, một phát là toàn luôn. Nói chung là đam chế mù chi thì đam, nói chung là chế quỷ của bạn đam to là bình thường nha. Đấy là vậy. Còn từ từ để mình thử chế khác nha, để coi mù chi thức tỉnh sẽ khác, để sáng như thế nào nha bạn. Rồi da, toàn robot quá bạn ơi, bay màu robot quá. Từ từ, Mago nhiêu vậy? À, Mago rẻ hơn là, nhưng mà thôi mình mua Mochi thức tỉnh nha bạn. Đây. Đó, mua bằng robot không luôn bạn ơi, chứ mua bằng Belly với game mình không có biết các bạn. Đó, để coi. Đâu, Mochi thức tỉnh có gì khác. Ồ, màu đen các bạn ơi. Ui. Ồ, khác luôn nè bạn. Chế khác luôn. Mochi thức tỉnh là có chế khác luôn. Ủa, cái hình dáng này quen quen nha. Cái hình dáng cái chế này hơi quen quen ấy. Chỉ khác cái màu hay sao các bạn ơi. Ồ, chế này màu đen à. Xịn thế, ăn vô luôn. Rồi để xem coi chiêu nha. Ôi, hài đấm. Ít. Ôi, cái cùng gì đây? Cái cùng chiêu C hả? Rồi. C nè, C là cái cục này đó bạn. Rồi, cái cục đó. Và V, đấm liên tục không? Vô gì thức tỉnh là sẽ đấm nhiều tay hơn thôi nhớ bạn. Đấm nhiều cái tay hơn thôi à. Quái vậy. Rồi chiêu hồi cũng nhanh lắm nhớ bạn. Chiêu hồi nhanh lắm. Đó, các bạn bấm là ra thôi. Đấy, đao thì mình nghĩ chắc đao cũng to đấy, chứ không phải là thấp đâu ha. Rồi, bây giờ là cuối cùng hả bạn, Leo Bắc đi ha. Thử Leo Bắc cuối cùng nha, 60 robot của mình. Ây da, nãy giờ là bay màu là cỡ gần 100 robot rồi bạn ơi. Đó, bay màu gần 100 robot rồi, để xem Leo Bắc trong này mạnh hơn Mochi thức tỉnh hay gì không nhớ bạn. Rồi nhớ bạn, đây. Chế Leo Bắc đây, mua 60 robot, ây da. Bay màu các bạn ơi, ây da. Bay màu gần là như 90, gần 100 robot các bạn ơi, tầm 90 sao á, 90 robot thôi. Chỗ chết robot có màu đen luôn đó bạn. Hình dáng sao? Hình dáng robot dễ thương hơn nè. Hình dáng robot thì thấy hay hơn nữa bạn. Đấy, đây hình dáng chế robot nha bạn. Rồi cầm trên tay thử nha. Đây các bạn thấy nha, robot. Rồi, ăn vô luôn. Rồi. Ui, chưa. Gì when and you die to kill gì to use skill where you cannot use what in transform. Ok. Nhiều chiêu thế. Rồi đầu tiên là Z. Ôi, ít. Ôi, C. Ôi, lốc xoáy. V. What? Cái gì? Từ. Mình mới thấy cái gì ra vậy? Cái con gì vậy? Ui, con hổ mày. Báo mà chịu hồi hổ hả? Lạ thế, đó phải không? Mình trưởng nguyên con hổ ra luôn, quay nhìn nè. Rồi, vậy là chiêu nha. Chiêu B chưa xài được. Mình phải biến hình lên nha. Rồi, bây giờ ép lên đã, biến hình lên đã. Có hình dáng có trái lưu bắt. What? Cái gì đây? Gì đây? Ôi chiêu rồi bạn, chiêu một phát là toàn à. Mạnh lắm. Ôi Leo Bắc mạnh lắm bạn ơi, nhưng mà What? Rồi đứng này coi. Đây là trái Leo Bắc đây. Đây nhớ bạn. Hình dáng của trái Leo Bắc vô từ game này nhớ bạn. What? Cái gì á? Ôi sao từ. Bên này ánh sáng rồi, bên này nhìn qua ánh sáng nào đó cho bạn thấy rõ hình dáng là đó. Đây sẽ là hình dáng của trái Leo Bắc nha bạn. Và các bạn đi sẽ không có hình cái gọi là cái tướng animation đi đâu nha. Sẽ bị đứng im và các bạn lướt thôi. Hầu như còn chiêu hình như là y chang như cũ nha bạn. Đó. Giết ít CV. Về. Chiêu thì vẫn như cũ nha bạn. Ô chịu hồi nguyên hình con hổ luôn nè bạn. Đó, cái giờ các bạn thấy nguyên người con hổ luôn nè. Đó. Đây. Đấy, các bạn sẽ thấy được nguyên người con hổ luôn.
Hay thế. Mà chiêu hồi rất nhanh nha mày. Chiêu hồi rất nhanh luôn. Đâu thấy chưa? Đã nguyên hượng hổ luôn rồi, tới chiêu chiêu B nha. Chiêu B mình xài xong mình toan là sao ta? Cái chiêu B này mình xài xong mình toan thôi hay không đó. Xài xong mình toan luôn. Ui. Ảo thế. Từ từ, biến hình lại nha. Rồi. Ấy, ô biến hình mà mình cũng toan luôn mày. Biến hình mà mình cũng bị toan luôn. Rồi, đâu thử xài chiêu B coi, xong mình B xong mình toan ta. What? Ơ, biến hình xong toan nữa mày. Là mục đích là gì ta? Mình cứ tưởng là tự sát hay cái gì đó, là mình mất máu hay cái gì đúng không mày đó. Từ từ, bấm F lại được không nha. Đó phải không? Bấm F. À, mình không có trở về lại bình thường được. À, vậy là cái chiêu B này để mình reset đó bạn, kiểu mình tự reset đấy. Đó vậy, chiêu B này giống như là kiểu các bạn sẽ tự reset cho chính mình nha. Chứ các bạn sẽ không có thể nào mà tắt cái dạng người được. Chỉ cách đó thôi bạn ơi. Các bạn mới có thể xài kiếm được, tại vì như hồi nãy ghi đó, như là chiêu F này ghi đó bạn, các bạn xài cái biến hình này các bạn sẽ không thể nào mà xài kiếm được. Đó vậy. Thì tựa game này tên là Sword Bee các bạn, nên mình nghĩ là chiêu của kiếm sẽ mạnh hơn ấy. Nên chắc kiếm sẽ mạnh hơn nên là xài mấy cái này như vậy các bạn. À ha. Rồi nha bạn, thì mình đã bay màu robot rồi, thì mình đã review cho bạn thấy được là cái trái mochi bình thường, trái mochi thức tỉnh và cả trái lưu bắc sẽ như thế nào luôn rồi nha các bạn, khá là bựa đúng không. Rồi thì tựa game này tên là Sword Bee nha các bạn, thì mình sẽ để cái link bên dưới các bạn có thể vô cho chơi thử nha. Đó thấy không, chơi thử để test thử tựa game này như thế nào nha. Cày cũng khá là dễ nha các bạn, cày easy lắm và chơi cũng khá là vui nữa đấy, các bạn có thể mà vô và chơi thử nha các bạn. Rồi thôi, mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like subscribe của mình nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.